quân gỗ tự nhiên Vân Chun cực kỳ là đẳng cấp. Tôi xin nhấn mạnh nhiều lần về cái chữ đẳng cấp và quý hiếm quý vị nhé. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi lại xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm sập ngồi bằng chất liệu gỗ đinh chun, hàng cực kỳ là quý hiếm trên thị trường hiện nay. Đây, chiếc sập này thì có kích thước là 1m8 x 2m2, còn dạ 10 là chân, là chân 24, và làm theo mẫu là mẫu sập trơn chân quỳ yếm vén quý vị nhé. Còn đặc sắc của chiếc sập này thì có lẽ là cái phần vân chun này, như là cái chất liệu gỗ đinh này, là tôi xin nhắc lại là chất liệu gỗ đinh thối quý vị nhé, cụ gọi là chất liệu gỗ đinh thối. Trên thị trường thì là cái chất liệu này rất là hiếm và cực kỳ là giá trị. Đây, phần vân gỗ quý vị này, phần vân gỗ này, ván mặt đây, ván mặt cũng như là ván mặt liền hai lá, ván mặt liền hai lá. Đây quý vị này, cái vân gỗ này, vân gỗ tự nhiên vân chun cực kỳ là đẳng cấp. Tôi xin nhấn mạnh nhiều lần về cái chữ đẳng cấp và quý hiếm quý vị nhé. Đây là phần dạ ngang bên trái này, sập tam diện, cổ là có chặt tràng hạt, chân là chân cong. Đây là hình ảnh chính diện của chiếc sập. Quý vị, cô bác mà có anh có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, có số điện thoại là 0987 này 510 86, có website là gotung8.com. tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của chiếc sập này tại website cũng như là phần kích thước thông số để quý vị có thể tham khảo. Còn quý vị nào mà quan tâm hoặc là muốn xem thêm những cái clip mà giới thiệu sản phẩm VIP đặc sắc khác của chúng tôi thì có thể bấm đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những clip đặc sắc về những sản phẩm VIP.